Vâng, Tiến Bình Dương chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Hôm nay thì Tiến Bình Dương sẽ hướng dẫn anh em là cách cài đặt thời gian cũng như là điều chỉnh độ sáng của màn hình trên SHMO 2021-2022 ha. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Đầu tiên thì chúng ta mở khóa điện lên. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhấn hai phím chúng ta giữ luôn này. Rồi, thì lúc này chúng ta thấy đồng hồ nó nháy 12 giờ, nếu chúng ta bấm một lần bên này này thì nó chuyển là 24 giờ hoặc là 12 giờ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn sang bên đây để chỉnh giờ. Rồi, bây giờ xe tôi đang là 12 giờ 38 phút thì nó sai 2 phút này. Bây giờ tôi cái số 12 này chúng ta ấn vào đây là để chỉnh giờ. Đó. Là chỉnh số giờ. Số tiếng á. Rồi, chúng ta nhấn sang bên đây là chỉnh số phút. Rồi, nhấn đây là chỉnh số phút theo yêu cầu. Bây giờ là 12 giờ 39 phút. Rồi, ok. Và chúng ta nhấn đây một lần nữa thì là chuyển sang chế độ điều chỉnh sáng màn hình. Lúc này chúng ta nhấn đây tăng giảm màn hình. Đó. Được chưa? Đây là tối màn hình. Ấn cái nữa là tăng màn hình. Giảm màn hình. Đó, sáng màn hình. Đó, rồi sau đó chúng ta nhấn đây một lần nữa. Rồi, như vậy là cài đặt xong. Đó. Và đây là hoàn tất cái việc là chúng ta điều chỉnh thời gian cũng như là điều chỉnh độ sáng mở của đồng hồ. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh, đã làm xong ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.